suy nghĩ tí. Suy nghĩ gì? Năm trước á, cái ruộng bắp của mình bị đẹp tấn công quá trời. Ừ. Không biết năm nay có trồng bắp nữa không tía? Không trồng bắp mà trồng gì? Phải trồng tiếp tục chứ con. Tại vì năm trước con thấy hả, mấy con rẹp nó tấn công ruộng bắp mình mà nó nói xém mất mùa luôn tía. Bây giờ con sợ. Ừ. Nên con có lên mạng tìm hiểu rồi. Vậy hả? Biết lên mạng tìm hiểu vậy là tốt. Tìm hiểu sao đâu, tìm hiểu được cái gì đâu, nói tí nghe coi. Thì nè, mấy con rẹp là nó hút nhựa cái bắp. Ừ. Hút ở lá non nè. Ừ. Đó, rồi bẻ lá nè. Ừ. Rồi bông cờ nè. À. Lá bi nè. À. Nó làm cho cái cây mình nó yếu, mất chất dinh dưỡng, nó gầy đi. Ừ. Rồi hả, cái trái bắp thì nó nhỏ. À. Là cái chất lượng hạt kém. Ừ. Nó không có đều. Ngoài ra nếu như mà bắp á, bị con rẹp tấn công lúc còn nhỏ á, có nghĩa là cái cây bắp nó không ra trái được luôn á tía. Rồi còn chưa hết đâu, nó còn là cái môi giới cho cái bệnh mà cái con virus của bệnh khảm lá và bệnh đốm lá. Trời ơi, dỗ dữ vậy ta. Đó, thế rồi kinh sao khủng nữa không? Con? Thì đó, bây giờ mấy cái con rẹp đó nó thường hay sống ở cái cây ký chủ dại. Đúng. Sau đó hả, nó có cánh mà nó bay qua cái ruộng bắp. Ừ. Nó tấn công ruộng bắp. Ừ. Cái lúc mà bắp từ lúc có 8 lá tới 10 lá cho tới khi bắp chín xác. Ừ. Tới khi mà bắp già nó hút hết chất dinh dưỡng đúng không? Nó bay ngược về cái cây ký chủ dại của nó ở đó. Nó sinh sôi ở đó. Nó đợi khi mình trồng mùa vụ sao nó bay lại tấn công tiếp. Thế hay ghê không? Trời ơi, con tiếp này giỏi quá ta. Rồi sao nữa con? Trời mà tiếp thấy nó tấn công kinh khủng như vậy á. Ừ. Bây giờ con quyết định là năm nay mình đừng trồng nữa tiếp. Gì lăn xẹt mày? Trời đất. Nghe nói nãy giờ đã rồi tôi tưởng sao? Năm sau đừng trồng bắp nữa. Làm sao? Thì nó gây hại cỡ đó thôi, đừng trồng nữa, trồng chi nữa tiếp. Thiệt là tôi thất vọng bay quá. Dạ. Tôi thấy bay lên mạng tìm hiểu về cách phòng trừ tác hại của rẹp hại bắp. Ờ. Ha, tưởng đâu mày cố gắng để mày phụ với tía mày trồng, ai dè đâu chưa dễ mày bỏ của mày chạy lấy người rồi. Làm nông cái kiểu gì kỳ cục vậy sao giàu con? Ủa gì tía cũng tìm hiểu hả tía? Có chứ không có. À. Nghe tía nói nè. Dạ dạ. Trước tiên là phải vệ sinh đồng ruộng cho sạch sẽ. Vệ sinh. Để loại trừ các cái cây ký chủ dại lây lan. À cái ký chủ dại đúng không tía? Đúng. Loại trừ cái đó. Thứ nữa đó ha, là bắp mình trồng á nó phải đều, nghe không? Đều đặn trên cái ruộng mình trồng bắp á. Có nghĩa là mật độ vừa phải vậy đúng không? Mật độ vừa phải, loại bỏ những cái cây mà cây nhỏ cây con sớm. À con hiểu rồi, có nghĩa là khi mình trồng cái ruộng bắp mình với cái mật độ mà thưa thông thoáng á. Ừ. Thì nó hạn chế cái sự phát triển của con rẹp đúng không tía? Chính xác. Ngoài ra mình phải thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Thường xuyên kiểm tra. Để chi? Để phát hiện kịp thời các loại bệnh á. Rẹp. Để, các loại rẹp rồi đó. Để mình điều trị cho kịp thời. Thấy không? Dạ. Rồi. Mình phải biết bảo vệ các loại thiên địch ở trên đồng ruộng nữa. Thiên địch. Mà bay có biết thiên địch của loài rẹp đó là con gì không? Biết sao không biết. Con tìm hiểu rồi. Là bọ rùa. À. Dù là bọ rùa chữ nhân nè. Ừ. À. Bọ rùa bốn vạch. À. Bọ rùa sáu vạch. À. Giỏi. Có kiến thức về nông nghiệp. Dạ. Gần đây á, thấy con cũng có cái hướng là đi theo nghề nông của ông cha mình để lại. Thấy yên tâm. Dạ. Thanh niên phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, vào nông nghiệp thì mới mong làm giàu được. Thấy không? Dạ. Thời con... cơ thách thức mở ra, người người ý thức, nhà nhà yên vui. Ờ khoan tế. Cái gì nữa? Lỡ như mà bây giờ mình làm hết tất cả mọi cách rồi. À. Mà vẫn bị con quỷ rẹp tấn công thì sao tế? Thì mua thuốc bảo vệ thực vật phun vô. À. Mà nhớ mua cái thuốc gốc cúc nghe chưa. À, cái đó đó, cái thuốc đó đó. Dạ. À, nó vừa điều trị cho cái rẹp hại bắp nó hiệu quả và thời gian cách ly cũng ngắn nữa. À con nhớ rồi, có nghĩa để bảo vệ cái ruộng bắp của mình để chống lại loại rẹp á. Ừ. Thì thứ nhất là phải kiểm tra ruộng thường xuyên. Ừ. Và vệ sinh sạch sẽ. Ừ. À, trồng mật độ vừa phải. Ừ. Bảo vệ thiên địch. À. Đúng không tía? À.